Năm bí mật dù nhỏ hay lớn, nói ra là dại, giữ lại mới là khôn. Quý vị thân mến, ai cũng có những câu chuyện trong lòng muốn được chia sẻ và thấu hiểu. Tuy nhiên, không phải chuyện gì thì bạn cũng có thể tiết lộ với người khác. Chia sẻ chính là cầu nối, khiến cho mối quan hệ giữa người với người trở nên gắn kết và bền vững. Tuy nhiên, có những câu chuyện bạn vẫn nên giữ ở trong lòng hơn là nói ra. Bởi vì bạn hoàn toàn không thể biết được trong mắt người khác bạn như thế nào. Dẫu có thân thiết đến đâu, cũng hãy cân nhắc kỹ càng trước khi nói ra những điều sau đây. 1. Những vấn đề trong gia đình. Người thông minh biết rằng họ không thể đem tất thảy mọi chuyện hôn nhân của mình để buôn chuyện với người ngoài. Đây là vấn đề trong gia đình, là câu chuyện riêng và cũng là những bí mật giữa vợ và chồng. Nếu như nói ra cho người ngoài, chỉ có hại chứ không có lợi. Trong quan hệ tình cảm, dù vợ chồng có sự mâu thuẫn, cãi vã, cũng nên đối mặt với nhau để mà giải quyết, thay vì chia sẻ cho người khác. Con người khi có nhiều tổn thương trong lòng đều muốn tìm người để tâm sự và giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, điều này nhiều lúc sẽ là sai lầm khi mà mang lại những rắc rối cho bản thân và gia đình. Nên nhớ rằng, người ngoài họ không thực sự quan tâm đến chuyện gia đình của bạn. Nếu có, cũng chỉ dành ra dăm ba câu từ an ủi rồi thôi. Chia sẻ với người khác những điều quá riêng tư không chỉ khiến cho họ không thoải mái, mà còn không tôn trọng người thân của mình. Người khôn ngoan chắc chắn sẽ không làm như vậy. 2. Bí mật của bạn bè. Không ai thích làm bạn với một người suốt ngày đem những chuyện thầm kín của mình để kể cho người khác. Nếu một người nói cho bạn nghe những bí mật của họ thì chứng tỏ họ rất là tin tưởng bạn. Nếu như bạn rất thản nhiên đem những bí mật đó chia sẻ với người thứ ba, thứ tư, điều đó có nghĩa là bạn đang phản bội lại bạn bè. Một người thông minh sẽ không bao giờ làm chuyện đó, vì họ biết làm như vậy là tự hủy hoại tình bạn mà mình đang có, là tự đánh mất đi giá trị của bản thân. Đó cũng là cách bạn tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Người khôn ngoan thực sự sẽ biết gìn giữ và bảo vệ cái đáng giá hơn. 3. Những mối tình đã qua. Một người thông minh sẽ không bao giờ khoe khoang với thiên hạ rằng mình từng được bao nhiêu người theo đuổi, quá khứ từng yêu những người nào. Bởi họ biết rằng những điều đã qua thì hãy nên để cho nó ngủ yên. Hãy hài lòng với cuộc sống hiện tại và trao cho người tới sau sự tin tưởng tuyệt đối. Chỉ có người ngốc nghếch mới suốt ngày luyên thuyên kể với người khác về những chuyện tình đã qua của mình. 4. Số dư trong tài khoản. Dù hãnh diện với sự giàu sang của mình tới đâu thì người khôn ngoan cũng chẳng dại đem thu nhập của mình nói cho người khác. Thế giới thì rộng mà lòng người thì hẹp. Họ biết việc khoe khoang sẽ chẳng đem lại điều gì khác ngoài ánh mắt dòm ngó, sự ganh ghét, đố kỵ của người ngoài. Nếu được hỏi về thu nhập của mình, người thông minh sẽ biết cách trả lời khéo léo để vừa không tiết lộ con số cụ thể, vừa không làm phật ý người hỏi. 5. Tham vọng của bản thân. Đa số chúng ta đều có những tham vọng và mục tiêu riêng của mình, nhưng việc chia sẻ những điều đó cho người khác chưa chắc đã là đúng đắn. Nhiều người cho rằng nếu nói ra mục tiêu của mình với người ngoài thì sẽ có được sự góp ý và giúp đỡ, kế hoạch dễ dàng thành công hơn. Tuy nhiên, đa số việc tiết lộ kế hoạch sẽ làm giảm khả năng thực hiện được của kế hoạch đó. Người khôn ngoan sẽ giữ những tham vọng đó cho riêng mình và âm thầm thực hiện. Như vậy, vừa tránh được bị nhiều người dòm ngó và thậm chí ngay cả khi thất bại cũng chẳng ai cười nhạo họ. Bảy chữ này có thể làm vốn liếng cho cuộc đời của bạn. Quý vị thân mến, trên hành trình ấy sẽ có không ít những gập ghềnh, những sai lầm, những vấp ngã, từ đó cho chúng ta những bài học quý giá. Thế nhưng, nếu có bảy chữ sau làm vốn liếng mang theo trên hành trình cuộc đời thì chắc chắn bạn sẽ trở thành người hạnh phúc và đạt được những bước tiến như mong đợi. Cùng lắng nghe quý vị nhé. Cuộc sống phức tạp hay giản đơn,
dòng đời có dịu ngọt hay cay đắng, tất cả đều phụ thuộc ở chính mình. Muốn thay đổi thế giới thì trước tiên hãy thay đổi bản thân. Ở đời, sống thông minh vốn không khó. Cái khó là làm một người thiện lương, bởi thiện lương là lựa chọn, còn thông minh là thiên bẩm. Làm người, chỉ cần sống thiện lương, trời cao ắt có an bài tốt đẹp nhất. Như Nguyễn Du đã từng viết trong truyện Kiều: ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Dưới đây là 7 chữ vàng ai cũng nên nhớ kỹ. Nhẫn. Nhẫn không phải là chịu đựng một cách tủi nhục, càng không phải là hành vi của kẻ yếu đuối, sợ hãi. Nhẫn ở đây chính là năng lực của người đại trí. Từ xưa tới nay, nhẫn luôn là triết lý trong cuộc sống, là bài học bắt buộc cần rèn luyện mãi trong đời mỗi người. Sự vĩ đại và sâu sắc của các bậc thánh nhân xưa nay phần lớn đều dựa vào một chữ nhẫn. Cổ ngữ có câu: việc nhỏ không nhẫn, việc lớn khó thành, cũng không nằm ngoài ý nghĩa ấy. Người không biết nhẫn, ắt chẳng thể làm nên việc lớn. Ẩn. Một người lúc nào cũng thể hiện ra sự nhanh nhạy, thông minh vượt trội thì khó được người khác tiếp nhận, thậm chí đôi lúc còn đánh mất đi sự tín nhiệm. Khi gặp trở ngại, khó khăn, họ cũng sẽ thiếu đi sự chỉ bảo của người khác, có lúc còn bị ganh ghét, đố kỵ. Vậy nên là xưa nay, người có thực tài thì không khoe bản lĩnh, luôn biết ẩn tàng đúng thời điểm. Họ thường che giấu năng lực của bản thân, chỉ thực sự bộc lộ bản lĩnh trong thời khắc quyết định. Có nhà thơ tên Đường Phong từng nói một câu ngẫm kỹ ra thì rất có đạo lý: cao nhân không lộ tướng, hiền đức chẳng khoe mình. Người càng có tài càng che giấu thân phận, bậc đại đức lại càng chẳng bao giờ hậm hĩnh kể tài, khoe mẽ bản thân. Phòng. Có câu: tâm hại người thì không thể có, tâm phòng người thì không thể thiếu. Lại cũng có câu: quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy, cũng có đạo lý. Đề phòng những mối hiểm họa trong đời là điều hợp lẽ. Tất nhiên cũng không vì thế mà đề phòng tất cả, trở nên đa nghi, dùng ánh mắt nghi hoặc mà đánh giá mọi người xung quanh. Trong thực tế, khi hành sự cũng phải biết tính tới phương án dự phòng. Thua keo này ta bày keo khác, nhất định phải để lại cho mình một đường lùi an toàn. Ổn. Phàm là người, đối nhân xử thế đều cần phải bước những bước thật ổn định, vững chắc, không thể hành động dốc nổi, thiếu thực tế. Người ta bảo làm người thì cần phải có chí tiến thủ, nhưng ổn định vững vàng lại là nền tảng để tiến xa hơn. Muốn tiến càng xa, muốn bước lên nấc thang cao hơn thì nền móng càng phải vững chắc. Biến. Cùng tất biến, biến tất thông, thông tất cửu. Đại ý rằng đường cùng ắt có biến, biến hóa rồi sẽ thông, thông rồi sẽ vững bền. Thế giới thiên biến vạn hóa, vạn vật cũng không ngừng đổi thay. Sự tuần hoàn trong cuộc sống chẳng bao giờ ngừng lại. Cuộc sống mà không có biến động đổi rời thì chỉ là sống mòn mà thôi. Vậy nên sống trên đời, cốt bởi tùy duyên, cưỡng cầu nghịch lý, ắt gặp phải bão táp chông gai. Kiềm. Ở đây là nói tới sự kiềm chế những ham muốn dục vọng, tránh cho bản thân rơi vào hố sâu xa ngã. Trong cuộc sống có những ham muốn cám dỗ tựa như là liều thuốc độc, khiến cho người ta chìm đắm lạc lối trong vô thức. Thế nên ai cưỡng lại được cám dỗ, người đó có thể làm chủ cuộc đời của mình. Thoái. Phàm là người, việc gì cũng cần trở lại cho mình một con đường thoái lui. Có câu: giúp người con đường sống cũng là giúp mình con đường lui. Làm người không thể tuyệt tình, làm việc cũng không nên tuyệt hậu, càng không thể ép người quá đáng. Lập thân sự thế, giúp người cũng chính là cách bảo vệ mình tốt nhất.